mọi người, Naomi đang ở trên cable car. Và hôm trước thì Naomi đã nói về 7 cách định cư ở UK rồi đúng không? Hôm nay là Naomi sẽ nói về cách thức thứ nhất, đó là 10 năm định cư. 10 năm cách thức làm sao để các bạn ở đây 10 năm có thể định cư ở châu Âu. Hiện tại thì Naomi đang ở trên cable car và bây giờ đang rất là gió. Hai cô cháu đang đi nhưng mà nó đang rất là đung đưa. Mọi người có cảm thấy cái sự đung đưa của nó đúng không? Ok, quay lại vấn đề. Để 10 năm định cư ở UK, các bạn cần chuẩn bị như thế cho đằng sau. Thứ nhất là các bạn ở 10 năm ở UK hợp pháp. Thứ hai, các bạn phải thi bằng License UK, đấy là bằng về lịch sử của nước Anh. Thứ ba là các bạn phải có trình độ tiếng Anh là B1 hoặc có bằng đại học hoặc bằng thạc sĩ đều ok. Bằng đại học và thạc sĩ có thể thay cho đấy các bạn ơi, nó rất là windy và rất là dung và Naomi vẫn bình tĩnh để nói cho bạn các cách thức để định cư ở UK. Và một vấn đề quan trọng là các bạn có thể apply nhưng bạn là 10 năm định cư thì cái thời gian của các em apply là trước 28 ngày, trước 28 ngày, ví dụ 9 năm 11 tháng các bạn apply. Và thời gian apply thì các bạn có thể lấy visa định cư trong ngày. Người ta gọi là dịch vụ next day service. Next day service thì ví dụ buổi sáng các bạn ngủ lúc 9 giờ sáng thì đến tầm 11 giờ các bạn có thể lấy kết quả được rồi. Còn nếu mà lộ buổi chiều thì có thể ngày hôm sau. Đó là dịch vụ trong ngày các bạn có được thẻ vĩnh viễn. Ngoài ra thì nếu mình muốn đề cập đến chính sách 7 năm định cư thì rất là nhiều người sẽ nói là trẻ con dưới 18 tuổi thì như chương trình là 7 năm định cư thì trẻ con là các em bé ở đây 7 năm liên tiếp ở Pháp có em thể định cư. Nhưng mà thì sau đó thì các em có được thẻ là thẻ ở đây. Và theo bộ luật thì các em chỉ cần ở đây ở Pháp trong vòng 7 năm thì các em có thể apply được rồi. Và được định cư thì các em sau đó thì các em được thẻ 2 năm rưỡi và phải trả lời định cư là đủ 10 năm thì các em có thể vào được nên vĩnh viễn như bình thường. Và trong thời gian nếu mà các em ví dụ như thời gian là 11 cấp tuổi em sang đây ở đây 7 năm thì đến 18 tuổi, trước cái tuổi 18 thì em có thể apply. Hoặc là nếu của em 7 tuổi sang thì 7 cộng với 7 là 14, nhưng mọi 14 tuổi thì lúc đấy em có thể hoàn toàn bảo lãnh hướng đi sang. Đây là một cái, nó nằm ở ngoài luật nên là khi mọi người search mọi người sẽ không thấy. Nhưng mà nói đây là cái về cái nhân đạo của nước Anh. Một Now em muốn nhấn mạnh về chính sách 20 năm định cư. 20 năm định cư dành cho ai? Dành cho những người ở đây bất hợp pháp của UK. Và những cái thời gian mà các bạn, những thời gian mà các bạn ở, ví dụ các bạn bị có căn nhà mà các bạn ở trong tù thì trong thời gian trong tù đấy á thì là vẫn không được tính vào trong thời gian 20 năm. Nhưng mà ví dụ là bạn ở đây 23 năm, 3 năm các bạn trong tù thì 20 năm đó vẫn được tính là các bạn ở đây hợp pháp. Và cái tính thời gian sau cái 20 năm thì các bạn sẽ được visa từ đầu, là tính thời gian để đủ 10 năm định cư. Và tuyệt vời đúng không nhỉ? Vâng, học cảm ơn Naomi, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Và trong một cái không khí, và bây giờ Naomi đang ở giữa một cable car. Và đây là Âu Chu. Mặc dù gió bây giờ thì rất là đung đưa. Và Naomi có một người quay rất là tuyệt vời, đó chính là Hồng Long. Hồng Long hai cô cháu đi vòng quanh. Và hy vọng video này có thể giúp mọi người để định hình. Và nếu mà tiếp tục các chương trình episode sau thì Naomi sẽ nói về các phương pháp định cư thứ hai và thật chi tiết hơn. Chúc mọi người một năm tuyệt vời và đạt được visa mong đợi. Chào tạm biệt, nhớ like, subscribe và ủng hộ Naomi nha. Bye bye.